Thứ hai là mình không khinh người chưa học. Ở đây đó là chưa học nha, chứ không phải là không học. Con người đó, có những người, có những cái người ta chưa học. Mà cho dù người ta không học, mình cũng không khinh. Tại vì có nhiều, thật sự mà nói, có nhiều khi mình giỏi mặt này nhưng mình dở mặt khác. Thí dụ mình giỏi chữ nghĩa, nhưng mà về cái mặt buôn bán làm ăn, mình tính toán bằng người ta, thì cũng có cái mình phải học. Thật ra nói trên đời này, nói cho đúng ra là không ai mà không học hết á. Nhưng mà mỗi người, người ta có cái sở học khác nhau. Cái sở học đó là gì? Cái chỗ người ta học. Thí dụ người ta buôn bán thì người ta giỏi về buôn bán. Người ta dạy toán thì ta giỏi về môn toán. Tại nữa mỗi người người ta giỏi một cách, chứ không ai là không có. Nếu họ không có cái giỏi thì làm sao họ sống được trên đời này? Thấy không? Hoặc là mỗi người có một cái giỏi. Mà nếu mà chúng ta biết nhìn xa thì chúng ta thấy rằng mỗi người đều có cái mình phải học. Cho nên không khinh ai hết. Tại vì đâu phải họ không học. Thấy không? Mà có thể cái này họ chưa học. Nhiều khi họ học được rồi, có thể họ hay hơn mình. Họ hay hơn mình. Cho nên bốn loại pháp thiện thì trong đó có một cái là không khinh người chưa học. Có nhiều người, người ta coi thường những người mà ít học hơn họ. Thì cái đó cũng không tốt. Tại vì đôi khi mình sẽ tập cho mình một cái bản ngã, một cái tôi rất là lớn. Mà khi mình lâm vào một cái hoàn cảnh nào đó, mình dở hơn họ rất là nhiều. Có nhiều khi trên cuộc đời này mình học chữ nghĩa nhiều, nhưng mà mình chưa biết học cách ứng xử trong đời. Mà cái ứng xử trong đời là cái mà quan trọng nhất. Nhiều khi mình giỏi mặt chữ nghĩa mà không giỏi cách sống, thì cái chữ nghĩa đó nó chẳng làm cho mình người ta thương. Cái cách sống mới làm cho người ta thương, chứ không phải là cái chữ nghĩa. Tại đó mình ở trong chùa cũng vậy. Cái mà đầu tiên mình học nhất là gì? Là oai nghi là cách sống. Cái cách sống nó mới quan trọng. Còn cái giỏi dở không sao hết á. Học là mình sẽ biết. Thật ra nếu như người dở sống dễ thương, người ta vẫn thương. Mà người giỏi mà sống không dễ thương, người ta vẫn ghét như thường. Thậm chí mình, người ta cần mình thì người ta tới với mình thôi, nhưng mà trong cái tình thương người ta không có cho mình. Cho nên cái cách sống rất là quan trọng. Vì vậy cho nên học ở đây nó có hai thứ học. Mình học đời, học đạo, học ăn, học nói, học đủ thứ hết. Thật ra có những cái mà chúng ta chưa học thì chúng ta phải học. Ví dụ như có nhiều vị vô chùa, ta nói, ôi cái này má tôi dạy tôi hồi nhỏ rồi. Đúng rồi, nhưng mà hồi nhỏ là nó khác. Nhưng mà mình có thể là ở trong chùa đó, cái học nó tinh tế hơn. Và cái học này là mình hiểu nguyên do, và chúng ta vận dụng cái việc làm đó bằng cả cái sự hiểu biết và cái tâm từ bi. Ví dụ như mình đi làm, có thể mình sẽ tuyên bố là sau 8 giờ tối tôi không làm việc nữa. Quý vị có cần gì thì gọi lên văn phòng tôi ngày mai. Nhưng mà phần lớn ở chùa là không có chuyện đó. Ví dụ mình 10 giờ đóng cửa ngủ rồi, nhưng mà người ta gọi vô, người ta nói ba đau má bệnh. Mình không thể nói thì thôi ráng bệnh đi, nằm đó đi, mai tôi tới. Thí dụ vậy. Ở trong chùa thì tại sao? Tại vì mình hiểu người ta đang cần mình trong cái giây phút này. Mà sự có mặt của mình nó hơn cả những cái lúc mà người ta bình thường mình tới. Cái lúc bình thường mình tới thăm là cái chuyện thường, chuyện cũng quý đó. Nhưng mà không quý bằng khi người ta cần mình mà nửa đêm mà người ta nhắc cái phone lên, người ta tìm mình, là mình biết là lớn lắm. Ví dụ như hồi sáng này, mới vừa ngủ được một chút, chừng 4 giờ sáng cái điện thoại reo. 4 giờ sáng cái bác này bác gọi, bác nói thầy ơi, ông con chắc không xong rồi, ông yếu lắm rồi. Thôi sáng mai giờ nào ông tỉnh vậy thầy nói chuyện với ông chút. Thì Pháp Hòa đồng ý. Thì sáng lại thì khi mà ông tỉnh rồi, Pháp Hòa gọi thăm ông, rồi giống như an ủi và nhắc nhở cái sự sống chết ở đời, vân vân. Cho nên mỗi người ai cũng có cái học hết. Chứ thí dụ như mình giỏi về giống như người Việt mình đó, qua Mỹ, qua Canada, mình giỏi về văn phạm nhưng mình rất dở về nói. Làm bài mình hay lắm là tại vì mình học lý thuyết, mình học cách, học verbs, học mấy cái văn phạm. Nhưng mà khi đi vào cái nói, mình nói không bằng người Mỹ.
tại vì họ nói rõ hơn mình. Hoặc là khi mình ngược lại á, mình đi làm trong công việc á, người Mỹ họ làm dở hơn mình, tại vì họ làm rất là bài bản. Còn mình là phối hợp cả cái uyển chuyển, cả cái hết lòng của mình. Họ làm là hết giờ là họ về, còn mình thôi ráng gì chủ một chút, mình mót giùm cho chủ, mình làm này giùm cho chủ, kia giùm cho chủ. Cho nên trong cái công việc làm của mình nó có cái khác. Đó là cái mà chúng ta Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhắc. Thứ ba là đối với các chúng sanh xem oán thân đều bình đẳng. Chữ oán là gì? Chữ oán là thù, oán là ghét, tượng trưng cho cái ghét. Thân là tượng trưng cho cái thương. Thường thường trong đời á, người ta hay nói chuyện với nhau, ta nói oán thân. Kẻ oán người thân, tức là kẻ mình thương người mình ghét. Thì bây giờ mình làm sao mình thấy kẻ ghét người thương đều bình đẳng? Thì nói tới đây thì Pháp Hòa kể chuyện của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thì ở trong quyển trong một cái quyển truyện của các tổ đó, có kể lại là cái đoạn là lúc Lục Tổ Huệ Năng mất rồi thì mới đem đi an táng, tức là đi chôn á. Thì có một ngày nọ, có một cái người đó đột nhập vô cái mộ của tổ mà chặt cái đầu của tổ đem đi về nhà. Thì sau đó các vị quan lính mới tìm ra và bắt được cái ông thủ phạm chặt cái đầu tổ. Thì điều tra ra đó thì biết rằng ổng vì ổng quá kính mộ tổ, ổng quá kính thương tổ, mà ổng muốn đem tổ về nhà ổng thờ, mà ổng lại chặt cái đầu của ngài để đem về. Thì lúc đó trước khi mà xử tử ổng đó, thì quan lính mới tới gặp một người đệ tử của tổ ở chùa. Thì cái vị đó Pháp Hòa nhớ là vị đó tên là Linh Thao. Thì mới nói với cái vị đệ tử tổ Huệ Năng á, là bây giờ cái ông mà chặt cái đầu của tổ chúng tôi đã tìm ra được rồi, bây giờ là sắp sửa tử hình, thì ngài nghĩ như thế nào? Thì ngài Linh Thao ngài mới nói á, căn cứ trên pháp luật ông này sẽ đáng tội tru di. Nhưng mà ở trên cái tinh thần bình đẳng từ bi của đạo Phật á, thì kẻ oán người thân đều bình đẳng. Tức là chúng tôi không có cái chủ ý. Giờ nói cho cùng đi, tổ chết thì cũng đã chết rồi, phải không? Bây giờ ông chặt cái đầu là bất quá ông chặt cái gì? Chặt cái thân tứ đại của tổ Huệ Năng thôi, chứ còn đâu liên hệ gì nữa. Mình hiểu đạo rồi, cái người hiểu là cái xác này là xong rồi đó, bây giờ ai muốn làm gì đó làm. Nhưng mà mình là người thế gian, người đời, mình có cái tình nghĩa của cái phạm vi của con người. Cha mẹ thì mình chôn cất, thầy tổ thì mình thờ kính, vân vân. Thì bây giờ cái ông này ông có cái hành vi xúc phạm như vậy là theo luật là phải tử hình. Thì ngài Linh Thao mới nói là theo luật của thế gian, của nhà nước đang hiện á, của chính quyền hiện tại, thì ông này đáng tội chặt đầu. Nhưng mà thôi, đối với đạo Phật thì kẻ oán người thân đều bình đẳng. Cho nên rồi tha cho cái ông hơn nữa. Ngài còn thêm câu hơn nữa: ông này chặt đem về để mà vì quá kính trọng tổ, chứ không có cái ý xúc phạm. Đó là một chuyện. Còn bây giờ mình nhìn vào cái câu chuyện đó, mình thấy trong thế gian này, thí dụ bây giờ mình bị một cái người con mình bị người ta giết chết, người thân của mình bị người ta giết chết, bây giờ nếu mà mình đem đi thưa kiện ra nữa thì cái người chết này cũng không có sống lại được. Mà có thể tùy theo luật pháp muốn xử sao xử, nhưng bản thân gia đình mình không làm điều đó nữa. Pháp Hòa đã gặp rất nhiều gia đình người ta đã ứng xử như vậy, tức là người ta không thưa. Còn cái chuyện bắt được cái người đó rồi chính phủ muốn làm sao đó là tùy. Nhưng mà chúng tôi không thưa gỡ gì hết, tại vì chúng tôi biết rằng bây giờ có thưa cái người này ở tù chung thân, thậm chí là tử hình họ, thì chúng tôi cũng không cứu lại được đứa con tôi. Mà thêm một người mẹ khổ đau, nếu con của họ ở tù hoặc tử hình, thì cuối cùng con tôi cũng chết rồi, một gia đình tôi đau khổ, thì đứa con này
nó chết nữa thì lại thêm một gia đình đau khổ. Cái thứ hai, nếu đứng trên nghiệp lực nhân quả thì có thể rằng đời trước này mình có một cái liên đới gì đó, cho nên rất nhiều gia đình người ta không có thưa, nhưng mà người ta cũng chỉ nói là tùy chính phủ xử theo cái luật pháp gì đó thì xử, nhưng mà gia đình tôi là hoàn toàn không thưa gửi, không có lấy bất cứ một cái tiền đền bù gì. Đó là một chuyện. Rồi bây giờ làm sao mình quán kẻ thân với người thù. Đây là cái cách thực tập của Pháp Hòa đó nha. Thí dụ mình làm một cái điều gì cho ai á, người ta nghĩ là ô tôi mang ơn, nhưng mà thiệt trong lòng mình không nghĩ là mình đang làm ơn cho ai hết á, mà mình ngược lại mình nghĩ là mình đang đền ơn cho thí chủ, mình đang đền ơn cho bá tánh, mình đang đền ơn cho những người trực tiếp, gián tiếp, hoặc xa, hoặc gần, hoặc ít, hoặc nhiều đã nuôi mình tu cho tới giờ phút này. Cho nên mình làm cái gì cho ai là mình làm nghĩ mình đền ơn. Mà nhiều khi không phải đời này, biết đâu chừng người đó đời nào đó họ cũng là thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên bây giờ mình có làm gì cho người đó, trong lòng nghĩ đó là một cách mình đền ơn cho họ, chứ không phải là họ nhận ơn của mình. Nghĩ vậy làm chi? Để trong lòng mình không có đóng dấu, bà ghi ơn tôi nha, mai mốt bà làm không đúng ý mình là mình nói liền, hồi đó tôi làm cho bà mà giờ bà sống vậy, khỏe. Đó mình cái đó cách Pháp Hòa thực tập là vậy. Còn thí dụ gì lỡ người nào mà họ đối xử xấu với mình thì mình đừng có nghĩ họ là cái người mà mình sẽ hận thù họ, chẳng qua là mình đang có cơ hội trả cho họ. Mình pay what, mình owe from họ, mình trả cho họ những cái gì đó. Cho nên chính vì mình nghĩ ô mình luôn luôn là người trả thì mình không thấy họ oán, mình không thấy họ là người mình ghét, và chính người này là cái người mình trả ơn, cho nên người này không phải nặng nợ với mình. Cho nên khi mình làm việc gì đối với người thân và người không thân, cái tâm mình rộng ràng. Đó là cái thực tập của Pháp Hòa thôi. Còn đó là chia sẻ, rồi quý vị thấy cái đó mà mình thấy mình ứng dụng được thì mình nên ứng dụng. Đừng nghĩ rằng ai là thọ ơn mình hết, mình nghĩ ngược lại là mình đang làm cho người thân mình, mình đang làm cho những cái người thí chủ, những người ân của mình. Còn bên kia là mình đang được trả nợ cho những người mình đã mượn nợ. Một bên thì mình trả theo ân, một bên mình trả theo oán. Có những người ta cho mượn nợ, người ta không lấy lời. Thì cái người mà không lấy lời là ai của mình? Là ân nhân. Còn cái người mà người ta cho mình mượn nợ, mà người ta lấy lời là ta làm ăn sòng phẳng với mình. Đàn nào cũng phải trả hết. Dù họ không tính với mình, nhưng mà mình nợ người ta, mình không nợ người ta ở món tiền, nhưng mình nợ cái ân rồi. Trong khi mình sa cơ thất thế là người đó đã sẵn lòng cho mình mượn tiền mà không hề đặt một vấn đề lời lỗ với mình. Mà thậm chí là họ cũng chẳng đòi mình nữa, chẳng qua là đến lúc thì mình phải trả thôi. Dù họ không đòi nhưng mà đừng quên nha, không trả bây giờ thì trước sau cũng phải trả chứ. Nghe họ im im nói chắc quên. Họ quên nhưng mà nhân quả đâu có quên. Thí dụ như lỡ mình họ quên cái nợ đó với mình đi, nhưng mà thực tế nhân quả không có quên. Có một cái anh đó, ảnh nhà ảnh rất là có tiền, giàu có lắm. Thì ảnh mới đến xin một vị thầy: con muốn trang trí trong cái vườn nhà của con, xin thầy cho con một cái chữ gì đó để con để trong vườn nhà của con. Thì ông thầy mới lấy cái viết ghi cho ảnh hai chữ thôi: nhân quả. Con về con lấy hai chữ này, ảnh mới về ảnh họa, ảnh khắc cái chữ này vô đá lớn lên, ảnh để trong cái vườn nhà của anh. Và anh nói với mọi người rằng là khi thầy cho tôi hai chữ này, thầy dặn tôi trên đời này dù chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì đó, việc gì con làm con cứ căn cứ trên hai chữ nhân quả này mà con làm thì con sẽ bớt lỗi lầm mà con có thể tạo nên phước. Quý vị nghĩ có phải không? Mình có thể mình giấu giếm chuyện gì đó, mình có thể mình giả bộ mình quên chuyện gì đó, nhưng mà nhân quả không có quên được.
Thực tế mình có mượn người ta mà. Bây giờ người ta lịch sự, người ta không đòi mình thôi. Cái đó là những người lịch sự, người ta không đòi mình. Có thể người ta vẫn nhớ món nợ đó, nhưng mà người ta lịch sự, người ta không đòi. Thì bổn phận mình phải biết sắp xếp mà trả cho người ta. Trừ khi nào mình có một cái contract, mình có một cái hợp đồng là gì? Khi nào bác cần bác đòi con đưa. Giống như mình, ví dụ như mình mượn nợ làm việc vậy đó, mượn nợ xây chùa làm gì đó, trong cái hợp đồng ghi rõ là trong vòng 5 năm mình trả, 10 năm mình trả, ví dụ vậy. Nhưng mà lúc nào cũng thọng câu trong trường hợp vị Phật tử này cần sớm hơn thì xin cho biết trước 1 tháng để mình đi tìm cách mình gửi lại người ta, ví dụ vậy. Cho nên làm sao để mình đối với chúng sanh oán thân đều bình đẳng. Cái chữ bình đẳng là gì? Là mình không có phân biệt ai hơn hết đó. Người thân, người ân của mình cũng là nợ. Người đòi mình, người oán với mình cũng là nợ. Bất quá là một người lịch sự đòi mình nhẹ nhàng, một người đòi mình một cách gọi là mạnh dạn, vậy thôi. Ví dụ như ở đây á, mình đi lái xe over speed phải không? Họ chụp hình, họ gửi về cho mình cái thơ. Họ gửi về cái thơ, họ ghi là ngày đó, tháng đó, giờ đó mình đi ở con đường nào, ở chỗ đó limit là bao nhiêu cây số, mà mình đã chạy hơn bao nhiêu cây số. Chụp rõ cái xe mình đàng hoàng, một cái tích kịch rất là rõ ràng gửi về, cho mình thời hạn là bị phạt bao nhiêu, rồi ngày nào trả, lịch sự lắm. Nhưng mà tới ngày đó mình không trả thì bắt đầu mình phải ra tòa. Hoặc là cảnh sát họ thổi mình đi, họ nói chuyện với mình xong, họ nói là ở chỗ này cho có 50 mà anh lái tới 80, 90 gì đó, tôi xin gửi cho anh cái ticket. Nếu anh có gì không đồng ý, anh cứ liên lạc với tòa, ra tòa, không có cãi lộn. Cảnh sát với mình không có cãi tay đôi ở bên đường. Tại vì họ không có lý do gì để cãi với mình, mà mình cũng không có cái lý do gì để cãi với họ, vì họ làm theo luật. Mình chạy quá lố thì họ thổi còi, họ bắt mình vô. Nhưng mà họ cũng rất lịch sự, là họ không có chặn đường mình. Họ cứ lái theo sao mình không có chớp đèn vậy, phải không nè. Họ lái sao cứ chớp chớp vậy, lâu lâu mình nhìn, ủa sao cái xe này cứ đi theo mình hoài vậy. Rồi là mình biết rồi đó, là mình bị dính cảnh sát rồi đó, là mình tự mình tấp bên lề phải. Rồi lúc đó cảnh sát họ mới trường lên, họ đậu bên hông mình, và mình không được bước xuống xe. Mình phải ngồi yên trong xe đó, chờ cảnh sát tới kêu mình quay kiến xuống nói chuyện, không được bước ra xe. Mình mà bước ra xe, nhiều khi mình theo kiểu lịch sự Việt Nam á, bước ra xe để đón cảnh sát, để đón ông, nhưng mà mình bước ra vậy nhiều khi nó bắn mình á, vì họ nghĩ là mình hành hung cảnh sát á. Phải không? Thành thử ra mình phải ngồi yên trong xe chờ họ tới, rồi họ kêu mình quay kiến xuống nói chuyện với họ. Khi mình mà over speed, mình mà chạy quá lố cây số, họ cũng không có làm gì mình, họ cứ chạy sao vậy đó. Có những người mà chạy nhanh quá, con biết không, lái helicopter, xe trực, máy bay trực thăng đi theo mình vậy thôi à. Cho nên đó là cái bình đẳng là gì? Tức là mình coi mọi người, mình xem họ đều là những người thân của mình hết. Thật ra cái người oán đó, họ cũng đã từng thân với mình, chứ không phải là tự nhiên oán rồi nha. Họ đã từng thân đó, nhưng mà tại vì mình dở, mình không biết giữ cái thân đó. Mình có thể là mình mất chánh niệm, mình làm sao để bây giờ họ oán mình, họ không còn thân với mình nữa. Chứ thật trước khi họ thành oán với mình, họ là thân với mình mà. Mà ở đời nó ngộ lắm, thương chừng nào á, thì khi mà họ tức mình rồi, họ ghét mình hơn chừng nãy. Tại sao? Vì họ đem cả ruột gan, cái tình thương của họ cho mình. Bây giờ họ không được như ý họ thì họ phải oán mình thôi. Chứ cũng khó mà cái chuyện là vừa gặp nhau cái oán, cũng khó có cái trường hợp đó lắm. Tức là nếu mà đời này mình nói tôi đâu làm gì nó mới gặp tôi, nó ghét tôi à, thì mình nói hiện tượng thôi. Quá khứ có thể đã có chuyện gì rồi. Cho nên đời này vừa gặp cái là oán liền. Còn hiện tại mình để ý coi, những người bây giờ mà ghét mình, thù mình đều là đời, là phải trước kia mình với họ phải rất thân.
phải có một cái sự liên hệ gì đó, rồi sau này họ mới oán mình dữ vậy đó. Cho nên rồi tại sao phải thấy bình đẳng? Là vì có mình trong đó. Bình đẳng là vì sao? Họ không phải tự nhiên họ oán mình, mà mình phải làm một cái việc gì tác hại đến họ, cho nên họ mới oán mình. Như vậy thì sự bình đẳng ở đây là gì? Là fair. Mình đánh cái, mình làm cái việc đó sai với họ, họ phải ghét mình là chuyện đương nhiên. Và khi mình thấy được cái bình đẳng đó, mình cũng còn trách nữa. Hãy kể cái chuyện này. Ở đây cái chuyện này mai mốt mình tụng Lương Hoàng Sám sẽ biết nha. Thì quý vị nhớ là Lương Hoàng Sám là nói về chuyện của bà Hy Thị. Bà Hy Thị có cái tạo cái tội cho nên đọa làm rắn. Rồi nhờ Ngài Chí Công mới tổ chức sám hối cho bà, mới tạo ra cái bộ Lương Hoàng Sám. Lương là vua họ Lương, last name Lương. Hoàng là hoàng đế. Cho nên cái sám này nó tiếng Anh nó dịch là The Repentance of the Long Emperor, ông vua họ Lương. Thì bà hoàng hậu Hy Thị á, bà rất là ghét Ngài Chí Công. Mà Hòa Thượng Chí Công là một bậc cao tăng, ông vua Lương Võ Đế càng tôn kính Hòa Thượng Chí Công chừng nào á, thì bà Hoàng hậu Y thì bà càng ghét chừng đó. Thì có một hôm ông vua Lương Võ Đế mới tổ chức cái buổi cúng dường trai tăng. Thì bà này bà mới làm bánh bao thịt chó đó, bánh bao nhân thịt chó để cúng dường cho Ngài Chí Công. Thì Ngài Chí Công mới dẫn chư tăng tới dự cái lễ đó. Nhưng mà may cái áo tràng, ngày trước là chưa có cái vụ may đường chỉ ở đây nha. May cái đường chỉ đó là cũng căn cứ từ câu chuyện đổi tráo bánh bao đó, mới may sẵn cái đường chỉ ở đây nè, rồi mới làm sẵn bánh bao chai á, bỏ vô trong túi này. Thành thử khi mà đi vào trong hoàng tộc mà dự cái bữa cơm đó đó, thì mới lấy bánh bao chai ra ăn, lấy bánh bao thịt chó bỏ vô cái tay thứ hai này. Thì khi mà đi về tới chùa á, mình lấy hết bánh bao nhân thịt chó vất dục ra ở ngoài sau chùa. Thì sau khi mà lễ trai tăng xong rồi thì ông vua cũng vui lắm. Ông mới nói trời, hôm nay trẫm thỉnh được Hòa Thượng Chí Công cùng chư tăng đến cúng dường trai tăng tạo phước cho triều đình, trẫm rất là vui. Bà Hy Thị mới nói trời ơi, vui cái gì mà vui, mấy cái ông đó là tu tầm bảy tầm ba, nếu mà là cao tăng đắc đạo tại sao tôi làm những bánh bao thịt chó ăn mà không biết, ăn hết trơn rồi đi về thấy không, còn khen ngon nữa. Rồi trời ơi, ông vua Lương Võ Đế ông nghe xong ông tức cái mình quá, ông mới lôi cả lính tráng đồ ra tới cửa chùa. Thì Hòa Thượng Chí Công biết vua sắp tới mới dẫn hết chư tăng ra đứng trước cửa chùa chờ. Cái ông hoàng thượng Lương Võ Đế ông tới là ông thấy hòa thượng ra đứng trước cửa chờ là ông giật mình rồi. Thì ông hoàng chẳng hay hoàng thượng sao mà hoàng thượng biết tôi, hòa thượng biết tôi đến đây mà hòa thượng ra đón. Nam mô Di Đà Phật. Bần tăng chẳng những biết hoàng thượng đến đây kéo theo binh lính rất là đông, mà còn biết hoàng thượng đến đây bằng tâm niệm gì nữa kìa. Vì tôi biết, lão tăng biết hoàng thượng đến đây bằng cái tâm sân hận. Nếu mà không khéo đó thì sẽ máu đẫm sân chùa. Vì tôi không muốn làm ô nhiễm sân chùa, cho nên tôi ra tận trong này ngoài này tôi đón hoàng thượng. Để hoàng thượng có giết gì thì hoàng thượng giết ở đây, chứ không làm ở trong Phật môn đẫm máu. Tại sao ông là người đắc đạo, ông có thể đoán được tôi biết đây tới đây mà hạch sách tội hỏi tội ông, vậy mà tại sao bánh bao thịt chó mà ông không biết mà ông ăn? Dạ tôi đâu có ăn. Tôi đâu có ăn. Sao ông không ăn mà đâu hết đi? Tôi biết hoàng hậu có ý đó, cho nên tôi đã dạy chư tăng làm sẵn bánh bao chay để trong túi mỗi người. Khi nhận bánh bao thì lấy bánh bao mặn đó bỏ vô tay áo, rồi lấy cái bánh bao khác đem ra ăn. Hoàng thượng không tin, hoàng thượng ra làm sao coi.
một núi bánh bao nhân thịt chó còn để nằm đây. Thì dẫn hoàng thượng vô thì cũng ổng tá quả. Và hòa thượng Chí Công ông mới thấy cái tội lỗi của bà Huy Thị vậy đó. Ngài mới lấy ly nước, ngài chú nguyện xong rồi ngài đem ngài rải lên cái số bánh bao đó để mà giải cái quán kết đi. Thì sau khi xong rồi đó thì ông vua ông xin lỗi. Thì hòa thượng Chí Công mới nói á, cái này không phải lỗi hoàng thượng, mà đây là cái oán kết giữa tôi với hoàng hậu Hy Thị. Thì lúc đó ngài mới kể câu chuyện giữa ngài với hoàng hậu Hy Thị. Ngài nói rằng trong một kiếp trước, tôi là một ông hoàng, một ông thầy tu ở trong một ngôi chùa cùng với hoàng thượng. Thì tôi là hoàng thượng, tôi là ông chánh trụ trì, tôi là ông phó trụ trì, hoàng thượng là chánh trụ trì, giống như là trụ trì và một cái coordinator vậy đó. Hoàng hậu Hy Thị á, đời trước là một con dế ở trong trong cái liêu phòng của thầy trụ trì. Thì cứ đúng cái giờ đó là con dế nó gáy lên, nó báo cái giờ thức cho ông thầy trụ trì. Rồi mỗi ngày ông niệm Phật, ông tụng kinh cho con dế nó nghe. Thì cái bữa nọ ông đi vắng, ông mới dặn cái người phó trụ trì á, ở nhà đó, hễ mà nghe con dế nào nó ngáy á, thì nhớ thức dậy kêu chúng tụng kinh. Tôi đi, ông trụ trì đi vắng, thì ông phó trụ trì ông nhà ông ngủ, thì con dế này nè tới giờ, đúng giờ của nó kêu ngáy ngủ, buồn ngủ quá, mà nó cứ ngáy hoài. Ông bực mình quá, ông ngồi vậy, ông dở cái hộp ra, ông cầm con dế, ông bật, ông bẻ nó làm hai cho nó chết. Ông giục nó lại vô cái hộp đó. Thì khi mà chiều lại ông thầy trụ trì đi về á, hỏi ra thì mới biết là cái con dế này bây giờ bị ông phó trụ trì làm gì? Bức nó làm hai nó chết rồi. Ông thấy tội nghiệp quá, ông mới lấy một cái tấm vải đỏ đó, ông mới ráp cái con dế lại, ráp cái thân con dế lại, xong lấy dây đỏ ông quấn lại, ông đem đi chôn. Thì hòa thượng Chí Công mới nói á, hoàng thượng đời trước là ông thầy trụ trì, do cái công đức tu hành cho nên đời này được sanh ra làm hoàng thượng của một đất nước. Cái con dế đó đời trước nó ở trong cái phòng của ông trụ trì, nó được nghe kinh niệm Phật, cho nên cái phước báo nó lớn, nó được làm hoàng hậu, là vợ của vua. Bà hoàng hậu đó là Hy Thị, mà tiền thân đó là con dế đó. Ngài Chí Công còn nói một câu, có phải ở ngang lưng của hoàng hậu Hy Thị có một cái đường, một cái thẹo không? Thì ông Lương Võ Đế ông mới giật mình, ông nói dạ đúng. Hèn gì mà hoàng hậu cứ lấy một cái sợi dây á, cột cái chỗ đó lại, mà trẫm không bao giờ trẫm được thấy cái chỗ đó. Cái đó là cái gì? Đời trước bị ngắt làm hai rồi, đời này cái đường, cái thẹo chỗ đó. Đời này là hoàng hậu Hy Thị, vì là đời trước là một con dế bị tôi, ngắt làm hai, cho nên đời này mang một cái mối hận thù. Như vậy, ngài Chí Công được vua Lương Võ Đế xin tập hợp chư tăng ở trong nước thời đó để viết cái bộ sám hối vì hoàng hậu Hy Thị mà sám hối. Thì ngài Chí Công tập hợp chư tăng lại viết thành cái bộ sám đó. Nhưng mà ngày xưa cái bộ đó chỉ dành riêng để tụng, vì cái sự việc có bà hoàng hậu Hy Thị đọa lạc như vậy mới thành ra cái bộ sám hối. Và sau này cái bộ đó đã truyền ra ở trong nhân gian, mới đặt cái tên đó là Lương Hoàng Sám. Chứ còn thủy chung cái bộ gốc nó không phải tên là Lương Hoàng Sám. Nguyên thủy cái bộ đó nó tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Tức là cái đạo tràng này tổ chức sám hối này vì lòng từ bi, hay là lấy năng lượng của từ bi
mà tổ chức ra cái đạo tràng sám hối này. Và sau này á, cái bộ này được truyền và chúng ta biết được cái tích của nó, tức là bắt nguồn từ vua Lương Võ Đế mới đặt cho nó cái bộ tên, để bộ tên sám, để chúng ta thường gọi cho dễ gọi là Lương Hoàng Sám. Lương là last name của ông vua Lương, Hoàng là hoàng đế, sám là sám hối. Phương pháp sám hối của vua họ Lương, và chúng ta gọi để chúng ta dễ nhận định thôi, chứ còn nguyên thủy bộ sám này không có tên là Lương Hoàng Sám. Bộ sám này có tên là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Cho nên đó, khi mở đầu cái quyển sám, mở đầu quyển sám bắt đầu từ câu là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Bốn chữ này do mộng thấy Phật Di Lặc cho tên chứ chẳng dám tự đề. Đó là lời của Ngài Chí Công. Khi làm xong cái bộ sám này không biết đặt tên gì, thì Ngài Chí Công Kim Bao thấy Bồ Tát Di Lặc ứng hiện và bảo đặt cho cái bộ sám này bốn chữ đó: Từ Bi Đạo Tràng. Mai mốt là tụng Thủy Xã, tụng Lương Hoàng là tới câu đó. Mở đầu sám pháp là có câu đó đi. Còn một câu chuyện nhân quả nữa cũng liên hệ tới cái oán cái thân. Nhưng bây giờ mình lấy một câu chuyện này trước mình kể, rồi thấy nè, Ngài Chí Công làm việc đó, thật ra Ngài làm coi như là bà thi thị với Ngài là oán rồi chứ gì nữa. Nhưng mà trước khi nó có thành oán này, nó có oán gì không? Không. Giữa con dế với Ngài đâu có hận thù, phải không nè? Nhưng mà rồi bây giờ khi sự việc xảy ra, Hoàng hậu Hy Thị mà ghét ổng, có Ngài Chí Công dính dáng vô đó không? Có. Ngài cũng đã tự tạo cái con dế đó rồi. Ngài là cái người bức con dế nó ra làm hai đời trước mà. Cho nên nhớ là khi cái người mà họ làm một cái chuyện gì đối với mình đó, mình chưa đủ cái đạo lực, cái nhãn, con mắt để mình thấy cái nhân quả. Chứ còn tất cả đều phải có hết. Tất cả đều phải có hết. Mà mình có trong đó. Cho nên ví dụ như đời này mình làm đạo, tại sao có một cái người nào đó họ cứ luôn luôn họ tạo những cái khó khăn cho mình? Mình với họ đời trước phải có vấn đề. Cho nên nếu như mà mình oán giận lại họ đó, thì có thể mình với họ oán oán nó chồng, nó không giải. Giờ muốn dẹp được cái đó đó, mình xả trước, mình buông trước. Và mình nghĩ cái gì? Người này đời này làm điều này với tôi không nghĩ là họ, đây là có tôi đang trả một món nợ cho họ, chứ không phải bình thường. Mình nhìn coi, có nhiều cặp, bây giờ mình nói hiện thực trước thôi, có nhiều người đó hồi xưa, họ hồi đó 10 năm trước họ là bạn thân ấy nha, đi tới đâu cũng là người, nghĩa là có người này là có người kia, vậy mà giờ hai bên không nhìn nhau. Thành ra trước khi oán nó đã là thân, nhưng mà trong khi thân đó không có khéo giữ sao đó thì cái thân nó thành oán, chứ không phải là chuyện tự nhiên oán đâu, nó phải có vấn đề. Cho nên mình xét thấu được cái đạo lý đó đó thì mình cũng thoải mái lắm. Chứ cái cách thực tập của Pháp Hòa là khi làm gì cho ai nghĩ mình đang đền ơn cho. Còn người nào mà họ bất thiện đối với mình quá thì thôi, tôi đang trả nợ cho anh. Cho nên đằng nào tôi cũng đang làm một cái công việc là, nhưng mà tôi cũng mừng là tôi đủ khả năng vừa trả mối này mà vừa trả mối kia. Một bên thì trả có lời, một bên là trả không có lời, đều là nợ. Nhưng mà nói nợ để chúng ta trả thôi, chứ đừng có trách nghe, mày là nợ tao á. Mày là kẻ nợ của tao. Ủa, không nợ tao làm chi? Chứ hồi xưa các cụ cũng nhắc mình rồi. Mình mà có con đời này đó, con trai con gái đều là nợ hết. Nhưng mà có đứa thì nó tới nó trả cho mình, có đứa thì mình trả cho nó. Có nhiều khi á, một cái đứa nó thương mình hết sức,
có bao nhiêu nó đưa mình nhiêu, mà mình chẳng có bao giờ thương yêu gì nó, chẳng quan tâm gì tới nó, cứ lấy của nó mà để đút cho cái đứa mà nó hạch sách mình, nó chửi bới mình, nó làm đủ thứ khổ mà mình lại sợ nó muốn chết, nói một tiếng là không dám nữa. Còn đứa kia hớ lớ là mình bụp nó liền. Trên đời này có khó có cái mà nói. Người không cầu mình nhưng vẫn làm lợi ích cho họ. Trong đời này cái việc gì mình làm, mình đợi tới người ta, mình biết người ta thế nào cũng sẽ cần, mà đợi tới ta năn nỉ ỉ ôi thì thôi, chuyện đó nó bình thường rồi, phải không? Nếu mình biết trước sau gì người ta cũng cần cái đó, nên chuẩn bị trước mà để giúp cho người ta thì cái đó nó vẫn hơn. Hay là mình biết, thí dụ giờ mình trong nhà mình à, biết thế nào ở chiều nay ở nhà ăn cơm, đi về thấy nồi cơm hết, nấu đi, không phải đợi. À, sao cần cơm không nói? Thì cái người kia nói, trời đợi tôi nói thì còn gì để nói. Sống ở trong nhà bao nhiêu năm tự động phải biết chứ, giờ này là nhà ăn cơm. Thí dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống mà chúng ta biết cái việc gì, chúng ta biết rằng người đó sẽ cần việc đó, mình lo trước nó vẫn hay. Cũng giống như mình ở đây, hàng năm mình tổ chức khóa tu, mình biết là mùa hè tới, khóa tu tới, mình sẽ cần cái gì lo chuẩn bị trước. Mỗi người khâu, ví dụ cô Diệu Đại là lo, cô chuẩn bị CD, DVD, những cái túi gì sẵn. Rồi người kia thì biết cho mình phải có cái chứng điệp cho các vị khóa tu, thì lo chuẩn bị cái chứng điệp sẵn. Đó. Cũng giống như mình có một chị rất là dễ thương bên Mỹ, là chị biết mỗi năm là mình cần cái thiệp Tết, là tời, sắp Tết là chị nhắc như nhắc đòi, gọi đòi vậy đó, để chuẩn bị mấy cái đó. Thành thử trong cuộc sống á, cái đó cũng là một cái thiện pháp. Đó là một cái thiện pháp vì sao? Vì khi người ta cần mình có. Cũng giống như mình có, mình ngâm rượu thuốc đi, mình để sẵn cái lỡ ai người ta té, người ta bệnh, cái mình có mình cho. Tới đợi cần mà ngâm thì đâu có nó ra, đâu có ra thuốc được. Đây là mình nói một cái ví dụ vậy. Chứ còn trong cuộc sống này rất rất nhiều thứ. Ví dụ như chùa mình à, mỗi lần lễ lớn là mình biết là Phật tử đông về chùa ăn cơm, chuẩn bị trước. À, chẳng những mình chuẩn bị cái phần đó mà chuẩn bị cái phần gọi là lỡ thiếu hụt. Tại vì á, mình phải dự trù là 1.000 người dự lễ thì phải có 200-300 hộp take out. Đừng có làm exactly vậy, đúng mức vậy, cái tới hồi người ta cần không có. Thấy không? Thành thử ra bà đã nói là ngày lễ thì mọi người đều có được một cái phần cơm chay cho người ta dùng. Mình nên lo cái việc đó trước. Vì cái đó nó không mất đâu hết á. Nó là cái thiện pháp. Tại vì sao? Người ta lãnh hộp cơm về, ta ăn ở chùa buổi trưa rồi phải không? Ta đem hộp về, không lẽ ta bỏ. Người ta ăn cái hộp đó nữa là mình giúp cho người ta trọn một ngày chay. Chọn một ngày chay. Là tại vì người ta biết ngày hôm nay là ngày người ta muốn ăn chay. Bây giờ buổi sáng ta ở ngày ta ở chùa rồi, rồi chiều nay người ta về người ta sẽ tiếp tục ăn chay. Đó. Chứ mấy ngày nay mà mấy thầy chịu cực, mỗi ngày tụng kinh mấy thầy phải có một người ngồi dưới đó để mà đưa kéo kinh lên xuống để cho Phật tử tụng. Mấy bác đồ rất là hoan hỷ, tại vì nội cái chuyện mà đi lục kinh ở trong internet là cả một cái khó khăn cho mấy bác chứ đâu phải thường. Người trẻ đó còn lúng túng nữa, chứ đừng nói chi là người già. Chứ mấy thầy mà chịu khó được như vậy rất là tốt. Mà cái chuyện đó làm các thầy còn trẻ, và hơn nữa đó là cái việc thiện, việc lành mình nên làm. Phải không? Thành thử ra cái chuyện này nó cũng đâu phải kéo dài quanh năm suốt tháng đâu. Chỉ một khoảng thời gian thôi. Cao tay là mấy đứa cực thêm 3 tháng nữa. 3 tháng an cư thôi. Hết cái mùa an cư rồi thôi, mình cũng đâu còn mấy cái chương trình này nữa. Thầy cũng phải đi giảng rồi, thì mọi việc nó cũng sẽ trở lại như thường. Mà giờ có muốn cũng không ai, không bao nhiêu người nữa. Tại lúc đó ta đi làm hết rồi. Đâu có ai ở nhà mà canh mấy giờ tụng kinh. Bây giờ trễ chút là hú hé vậy chứ. Vài bữa nữa người ta đi làm ra rồi thì mọi việc nó bình thường. Cho nên cái công việc gì cũng vậy, mình làm mình biết trước. Hồi đó mình ở chùa cũng vậy, biết trước chuyện gì sẽ tới, cho nên mình lo trước hết. Người ta nói mình đã lo cái gần thì phải khỏi phải lo cái xa. Mình biết lo cái chuyện gần nhất là những cái chuyện đó, thì mai mốt chuyện gì nó đến mình không có cần phải bận rộn nhiều.
Thậm chí đừng nói như có nhiều vị chết và còn chuẩn bị trước nữa đó. Để làm chi? Để khỏi phiền những người sao. Rất nhiều bác đã lo cái chuyện đó, lo nhà hoàng, lo sắp xếp hết. Để làm chi? Khi mình nằm xuống, con cái khỏi có phải lúng túng rồi cãi tới cãi lui, ý má thế nào, ý ba làm sao, mình đã chuẩn bị sẵn hết. Đó. Cũng giống như có những vị những hòa thượng chuẩn bị sẵn hết. Có mấy bác là vui lắm, chuẩn bị là những cái đồ nào để mặc dưỡng già, rồi cái gì gì là làm từng phần để sẵn hết. À, hễ mà mẹ có chuyện gì là lo cái việc này cho mẹ. Cho nên người không cầu mình nhưng vẫn làm lợi ích cho họ, không nghĩ tới việc báo ân. À, trong cuộc sống này có những cái người ta đến với mình, người ta không đòi hỏi gì, nhưng mà nếu mình làm được thì tự nhiên mình cho người ta một cái niềm vui lớn lắm, một cái big surprise, một cái niềm vui rất là lớn. Lại nữa, Bồ Tát có bốn thứ thanh tịnh. Một, không có ngã nên giới thanh tịnh. Hai, không có chúng sanh nên định thanh tịnh. Ba, không có thọ mạng nên tuệ thanh tịnh. Bốn, không sinh đến các nẻo nên giải thoát thanh tịnh. Ở đây á, là ba cái đầu á, và ba cái sau là nó có một cái liên hệ. Một là không có ngã, hai là chúng sanh, ba là thọ mạng. Nếu nói đúng đúng bốn câu là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, bốn cái này ở trong kinh Kim Cang. Đây là tứ tướng trong kinh Kim Cang. Và ba cái sau là gì? Là giới, là định, là tuệ, tam vô lậu học. Cái này rất là sâu sắc. Gọi là không có ngã nên giới thanh tịnh. Chữ ngã đây là gì? Là cái self. Hôm qua mình học đó, là tôi, là ta. Vì mình có cái tôi, cái ta, cho nên đó, cái sự mà định tịnh, cái sự mà nghiêm trì, sự phạm của mình đó, nó dễ lắm. Nếu mà mình không có ngã, cho nên cái giới của mình được thanh tịnh. Tại sao? Vì mình không có vi phạm những cái gì mà chúng ta, thí dụ mình nói ví dụ vậy nè, vì mình coi trọng cái ngã mình, cho nên ai mà làm một cái gì sai là mình có thể tháo quát. Thí dụ bây giờ mình là trụ trì đi, tôi là trụ trì, thì tôi là trụ trì là ngã rồi đó. Thật ra ai vô đây mà làm không đúng một cái á, là mình la hét liền. Mình nói là tôi là trụ trì mà sao tôi nói không nghe. Như vậy thì mình phạm ở cái lỗi gì? Cái khẩu nghiệp. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, đôi liếc chúng ta đánh người ta, chúng ta chửi bới người ta, không có gì ngoài vì cái ngã mình bị xúc phạm. Hồi đó có một cái ông đó, ông làm thợ may. Nhưng mà ông làm thợ may, nhưng mà ông cũng tinh tế lắm. Người ta tới may áo dài á, may cái áo dài á, ông mới hỏi dạ chẳng hay ông làm chức gì, ông làm nghề gì trong 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 xã hội. Nếu mà ông kia ông nói tôi làm quan, ông sẽ hỏi tiếp dạ làm quan lớn hay quan nhỏ. Trời đất ơi, tôi tới tôi may áo dài mắc gì tới cái chuyện mà ông hỏi cái job của tôi. Ông hỏi tôi làm lớn hay làm nhỏ, nó dạ không, tôi có ý chứ. Ông mà làm nhỏ đó thì tôi sẽ may cái vạt trước nó thấp, cái vạt sau nó dài. Tại sao biết không? Tại vì thường mình làm chức nhỏ đó, mình hay cúm núm với mấy ông lớn vậy nè, thì mình hay cúi cúi vậy nè, thì khi mình cúi xuống thì cái áo mình nó sẽ phết dưới đất. Cho nên tôi phải may cái vạt trước nó ngắn, rồi cái vạt sau nó phải dài hơn, là tại ông cúi như vậy á thì cái vạt nó phải vừa. Nhưng mà nếu mà ông làm cái chức bự á thì tôi sẽ may ở vạt trước nó dài mà ở đằng sau nó ngắn, là tại vì khi mà ông có chức rồi đó, ông đi ông ngẩng trên đầu vậy nè, đó, ông không có coi ai ra gì hết, thì cái vạt ở đằng trước nó phải dài hơn vạt ở đằng sau. Làm thợ may đó mà đi khai thị cho cho mấy cái ông mà làm quan vậy đó. Tại thường á mà làm chức nhỏ là hay nịnh,
hay khúm núm trước cái người lớn, thì khúm núm thì phải như vậy, cúp xuống, mà hãy cúp xuống thì cái giạc ăn trước nó phải thấp, để không thôi nó lết đất làm sao. Mà hễ mà làm quan lớn thì đi dãnh mặt trời thì cái giạc trước nó phải dài mà giạc sau nó phải ngắn. Khi mà mình sống với cái ngã rồi đó thì mình có một cái thứ hai là gì? Cái chúng sanh. Chúng sanh là gì? Là những người xung quanh mình. Cho nên nó bốn cái tướng giả ở trong kinh Kim Cang nói là chúng sanh, ngã tướng, chúng sanh tướng. Tại vì hễ mà có cái tướng của cái ngã thì bây giờ khi mình có cái ngã rồi phải không? Mình có cái ngã thì làm sao để ta thấy được cái ngã của mình? Nó có cái tướng của cái ngã là gì? Một là khúm núm, vì mình muốn bảo vệ cho cái chức của mình cho nên mình phải lòn cúi với người khác, nó cũng là một cái tướng ngã. Bây giờ nếu mình có cái chức mà lớn hơn thì mình biểu lộ cái ngã của mình ở cái chỗ sao? Cao tột. Cho nên đằng nào nó cũng có cái tướng của cái ngã đó hết. Cho người nào, ví dụ bây giờ người nào mà họ có quyền thì mình thấy khác. Cho nên cái ngã đó, khi mà có cái ngã, có cái tướng của cái ngã rồi á, thì mình bị vướng vào cái tướng của chúng sanh là sao? Cái người đối tượng của mình. Ông đó là ông sếp của tôi đó. Cái là thể mà ổng mà xuất hiện cái là cái ngã mình nó biểu tượng khác. Nhưng mà ổng đi rồi á, là mình là sếp của cái đám này á, thì cái tướng mình nó làm sao? Nó biểu lộ khác. Cho nên khi mà có cái ngã tướng á, thì mình có cái đối tượng của để mà mình phô trương cái ngã này ở hình thức nào? Gọi là chúng sanh tướng. Mà cái thọ là gì? Cái thọ giả là gì? Là cái thọ mạng của mỗi cái tướng đó, nó không có last long. Nó không có tồn tại. Ví dụ vậy nè. Thí dụ giờ cái ông sếp đó ông tới ha, cái là mình cúm núm dạ vậy đó. Mà ông ra xe ông đi rồi cái bắt đầu cái tướng nãy giờ nó đổi rồi. Thì cái thọ giả, cái thọ là cái thọ mạng của cái tướng đó đó, nó không tồn tại. Rồi bây giờ thí dụ như mình bước qua chỗ đó, mình bước qua một cái khu vực khác đó. Mình là bạn của một cái người kia thôi, hai người mình là đối tác làm ăn thì cái tướng nó khác nữa. Cho mình nhớ là tất cả những cái nào nó cũng có tướng của nó. Ngã cũng có tướng, chúng sanh cũng có tướng, cái thọ giả nó cũng có tướng. Thì tất cả những cái tướng đó nó chỉ là tạm thôi. Và không có cái tướng nào mà cái thọ giả nó mãi mãi hết. Ví dụ như hiện tại cái chánh điện mình có cái tướng này là vì đang trong mùa Phật đản. Bây giờ sau khi mà cái cuối tuần này xong rồi á, thì cái thọ mạng của cái tướng này nó không có tồn tại nữa. Nó sẽ được thay đổi. Rồi cái tới mùa Vu Lan thì cái tướng này nó lại thay đổi. Rồi cái đến cái mùa Tết thì cái tướng này là thay đổi. Cho nên cái gì mà có tướng, cái đó chỉ là tạm bợ. Bữa hôm mình đọc cái bản kinh Kim Cang á, Hòa Thượng Làng Mai dịch, cái gì mà có tướng, cái đó nó còn lường gạt. Lường gạt là sao? Mình thấy tướng nó vậy mà thiệt sự là mình gọi nó vậy thôi, chứ nó gạt mình đó. Qua cái đó rồi là cái tướng nó khác liền. Cho nên ở đây á, lý do mình phải nói như vậy để mình thấy được cái liên kết của nó. Ngã, chúng sanh, thọ giả. Ngã là mình, chúng sanh là bên ngoài, những người đây. Và dù là mình hay là chúng sanh kia, cái thọ mạng nè, không có bệnh. Chữ thọ mạng là gì? Cái sự tiếp nối lâu dài không có. Vì cái tướng nó có thể thay đổi, chúng sanh cũng thay đổi. Ngay cả chúng sanh luôn. Ví dụ về chúng sanh đó, họ đang là dưới quyền mình, cái họ khác mà mai mốt mà họ cao cơ hơn mình thôi, tướng họ cũng thay đổi, và ngược lại tướng mình thay đổi. Và có nhiều khi á, mình đang vui vẻ vậy ha, bây giờ muốn biết mình coi mấy cái phim là mình thấy trong một cái công ty làm ăn vậy đó, ông kia ra sắp sửa tuyên bố chức vụ rồi, anh này anh nghĩ là thế nào cái chức này cũng về ảnh rồi. Ảnh sửa cà vạt, ảnh sửa vest đồ, ảnh chuẩn bị để mà ông này sẽ tuyên bố ảnh là người kế thừa
Anh chuẩn bị xong cái tuyên bố người bên kia, cái tướng anh nó thay đổi liền, cái mặt anh nó khác liền, thấy không? Thành ra cái thọ mạng của cái tướng hồi nãy đó, cái tướng vui vẻ hồi nãy, chỉ trong tích tắc là nó thay đổi liền. Rồi cái chúng sanh nãy á, nó đâu có nghĩ là được nó đâu, nó được đâu, chứ nó tới tình thường vậy, mà nghe tới tên nó cái là cái tướng nó thay liền, ngã chúng sanh thọ giả. Thật ra khi mà mình có được cái, mình có được, mình không có cái ngã thì mình có giới thanh tịnh, mà không có chúng sanh nên định thanh tịnh. Tại sao? Tại sao gọi là không có chúng sanh là mình, không có chúng sanh là nên định thanh tịnh? Vì chúng sinh là gì? Ở đây là tượng trưng cho những cái thay đổi trong tâm, những cái thay đổi. Ví dụ như một cái người mà họ dễ thay đổi ý, mình làm việc với họ mình cũng mệt lắm, tại vì lát họ đổi kiểu này, lát họ đổi kiểu kia, mình chịu đâu có nổi. Thì lý do nào có sự thay đổi đó? Vì cái tâm nó không có yên định. Người mà hay nói lát nói vậy, lát nói khác là một hình thức là tâm không có định. Vì không định cho nên mới dễ sanh ra những cái thay đổi của nội tâm. Cái đó không có tội lỗi gì. Ở đây chỉ muốn phân tích để chúng ta hiểu, có hiểu mới có thương. Thí dụ như mình thấy một cái người đó mà họ thay đổi, tâm người này không yên, mình hiểu thôi, hiểu để mình thương họ thôi. Và chính vì mình thương cho nên mình sao? Không bị chao đảo theo cái thay đổi của họ. Mình luôn luôn mình nghĩ vậy nè. Khi mình làm Phật sự, Pháp Hòa hay nghĩ là nhiều khi mình làm với các bậc ở trên đó, các ngài cũng muốn tốt cho sự việc thôi, cho nên đổi hoài. Và mỗi lần vậy cái mình nói, thôi mình nhỏ mà biểu sao làm vậy. Nghĩ vậy cái tự nhiên mình bình thường. Chứ còn mình nghĩ, tôi đã quyết định như vậy rồi, mà tại sao hồi nãy đồng ý với tôi rồi bây giờ lại thay đổi, thì mình sẽ không thoải mái. Tại vì lúc nào mình cũng có cái tôi của mình trong đó. Nhưng mà cái tôi của mình sao bự bằng cái tôi trên kia. Rốt cuộc rồi thì thôi, mình khỏi phiền. Cho nên không có chúng sanh nên định thanh tịnh. Chứ chúng sanh ở đây là những cái bóng dáng nó thay đổi trong lòng mình. Bây giờ mình nói thí dụ mình mốt mai, một bữa nay mình thích cái này, mai mình thay đổi mình thích cái khác, là cũng là những chúng sanh thay đổi trong tâm mình rồi đó. Thứ ba là không có thọ mạng nên tuệ thanh tịnh. Tại sao? Tại vì chúng ta không có bắt buộc một cái gì mà nó tồn tại bất biến hết, cho nên cái trí của mình nó yên. Mình bắt cái gì nó tồn tại là điều không thể được. Bản thân mình cũng thế thôi, ngay cả thân mình thôi chứ đừng nói ai nữa, ngay cả những cái dòng suy nghĩ của mình thôi, nó cũng không bao giờ nó ở yên. Thì lấy cái gì mà chúng ta không bị chi phối? Cho nên do hiểu được như vậy cho nên cái trí của mình nó không bị chao động. Không sinh đến các nẻo nên giải thoát thanh tịnh. Chữ các nẻo là gì? Là các nơi chốn xấu dở. Ví dụ như căn bản nhất Đức Phật dạy lục đạo. Lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la, sáu cõi. Có nhiều khi một ngày mình cũng lên xuống sáu cõi đó như thường vậy đó. Lát cái mình vui cái như ở cõi trời vậy đó. Lát cái mình bình thường như ở cõi người vậy. Lát cái mình sần sù lên giống như là ở Tu La vậy đó. Phải không? Rồi lát là mình gây hấn chuyện này là địa ngục, vân vân. Cho nên sáu cảnh giới đó mình cũng đi đủ hết rồi. Và vì mình bị luân hồi, cho nên sự giải thoát của chúng ta không được tới cái chỗ rốt ráo thanh tịnh. Cho nên Ngài Văn Thù dạy là Bồ Tát có bốn loại thanh tịnh. Một là vì ngã không có nên giới thanh tịnh. Hai là chúng sanh không có nên định thanh tịnh. Ba là thọ mạng, không có thọ mạng cho nên tuệ thanh tịnh. Phải không? Và không sinh đến các nẻo cho nên giải thoát thanh tịnh. Mà cái này á, cái này nó có thể nói là nó cũng giống như cái bài nguyện hương mà chúng ta tụng như đó. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương. Và cái thứ năm là gì? Giải thoát tri kiến.
Sẵn đây Pháp Hòa trả lời cái câu hỏi của một cô Phật tử luôn. Thì cô mới, cô hỏi Pháp Hòa là trong cái bài tụng á, giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Chữ giữ, dê ư dư, ngã giữ. Thì theo tiếng Việt mình chữ giữ đó, đó là hung giữ. Nhưng mà chữ Hán á, chữ giữ đó là và. Giới hương, định hương và tuệ hương. Thì cái câu là giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Hương giới, hương định và hương tuệ. Tại vì mình liệt kê năm thứ hương mà. Hương giới, hương định và hương tuệ. Hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Đủ năm thứ hương. Cho nên cái cây hương mình thắp á, nó phải đủ cả năm cái thành phần. Là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát là gì? Là vượt ra tất cả mọi dính mắc. Còn giải thoát tri kiến là vượt ra tất cả mọi cái thấy biết của mình. Thí dụ như mình học kinh, mình học kinh mình hiểu như vậy, đó là cái thấy, cái tri kiến của mình. Hiểu không? Mình đó là tri kiến của mình. Nhưng mình đừng có bắt mọi người phải theo cái tri kiến đó. Tại vì có thể người ta có những cái tuệ giác khác. Trong kinh nói như thế này nè. Khi mình nói kinh á, trên á là phải hợp chân lý, dưới á là phải hợp với căn cơ. Nói cách khác là gì nè, khi mình nói một cái điều gì á, nói chân lý là một việc, nhưng mình phải hợp với cái level của cái người nghe chân lý đó, là cái căn cơ của họ. Chứ mình đừng có đem cả cái chân lý tối thượng đó mà mình đem nói với một cái căn cơ họ thấp á, rồi mình nói tôi không khe, tôi chỉ nói chân lý thôi. Anh nói chân lý nhưng mà cái người nghe chân lý họ không hiểu cái chân lý anh nói là cái gì, thì có lẽ không phải là chân lý mà là chân hụt, là hụt chân á, là nó nghe nó chới với, nó không biết mình đang nói gì hết. Thật sự có nhiều khi á, với hơn nữa đó, mình phải biết rằng á, ở trong một thừa mà nó đủ cả năm thừa. Cái này là cái mình phải biết. Nhưng mà có rất có nhiều người họ không hiểu được cái chỗ đó. Họ bắt người khác phải nói y như vậy. Cái đó là tại không hiểu học Phật Pháp. Ví dụ như á, ví dụ như là chữ tri là gì? Chữ tri là biết. Chữ kiến là thấy. Cái thấy biết của mình á, mỗi người nó một cái góc cạnh. Vào cái đối tượng của mình là ai thì mình nói làm sao để cho người ta phù hợp, người ta ứng dụng. Giống như kinh Tứ Thập Nhị Chương á, là một bộ kinh mà có đủ cả năm thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, đầy đủ trong đó hết. Và thậm chí có nhiều khi một bài pháp đó thôi, tùy theo cái người tiếp nhận, tổng được cả năm thừa trong đó. Tại sao? Nhân thừa họ nhận theo thấp. Người khá hơn, họ ở cái bậc gọi là thanh văn duyên giác, họ tiếp nhận cái đường đó nó khác. Trong kinh nó giống như kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ đó. Một trận mưa rơi xuống thì tất cả đều được thấm nhuần. Nhưng mà tùy trình độ của mỗi cây. Cây to hút nước thiệt là nhiều, cây nhỏ xíu hút nước ít, cây vừa vừa hút nước vừa vừa. Tại sao mình lại phải hạn hẹp, thu gọn? Thành thử là thay vì là một cái nghĩa rộng thì chúng ta bị cái hẹp đó nó chi phối. Cho nên mình phải nắm cái chỗ đó. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát. Giải thoát tri kiến là gì? Cái thấy biết của anh phải giải thoát luôn cả cái thấy biết đó, thì anh mới thật là người giải thoát. Cho nên giải thoát và giải thoát tri kiến, giải thoát là cái rốt ráo, là cái tột cùng. Nhờ tri kiến mà anh được giải thoát. Nhưng mà cuối cùng á, anh bị tri kiến nó làm anh ràng buộc, cho nên rốt cuộc rồi á, anh không giải thoát được cả cái tri kiến, thì cái sự giải thoát rốt ráo nó không còn.
You cannot free from your what you see, what you know, and that's still not completely liberation. Cái giải thoát là khi chúng ta không còn ràng buộc, tưởng sao rốt cuộc ràng buộc cái chỗ thấy biết của mình. Cho nên hồi xưa quý hòa thượng dạy Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy. Học Bát Nhã Tâm Kinh để thấu được cái lý không. Nhưng mà cuối cùng á, mình detach everything rồi á, mình được ra hết rồi, cái bắt đầu mình attach vô cái gọi là không. Cái gì cũng không hết á. Trên đời này á, không có sống chết, cái gì cũng không mà. Ăn chi rồi cũng không, uống chi rồi cũng không, nói chi rồi cũng không, thương chi cũng không, đi đâu cái gì cũng nói không. Cái rốt cuộc người này bị lọt vô một cái lý không. Lý không, nói thì nói lý không nhưng mà đói bụng vẫn kiếm ăn. Thành thử ra mình bị rơi vào cái gì? Cái lý không mà chưa thật sống được chứ cái không. Cái đó nó rất là, cho nên hồi xưa các vị rất là sợ những cái người mà bị chấp vô cái không. Thà là chấp có đi, mà mình nói có mình dễ thương. Hồi tôi sợ tội lắm, tôi không dám làm. Tội là cái gì? Ai bắt tội? Cái chuyện đó nói được, nhưng mà với những cái bậc mà người ta thật đạt kìa. Còn mình chưa được thì mình vẫn phải sợ tội chứ. Mình thấy có tội có phước mình mới né những cái gì mà sai, nhưng mình mới dám, mình mới cố gắng làm những cái gì đúng. Cho nên mình mà không còn sợ tội phước là một người rất nguy hiểm. Mà nếu mà không còn sợ tội phước thì không gọi là người hiếu đạo, mà người đó là xiển đề. Chữ xiển đề trong kinh là gì? Không còn niềm tin với bất cứ cái gì nữa hết. Cho nên nguy hiểm đó. Nếu mình mà không còn sợ cái gì nữa hết là một hình thức xiển đề. Cái gì cũng bác bỏ. Còn cái người á, mà cái người ta có cái tâm từ bình đẳng là gì? Tùy theo đối tượng. Ví dụ như tại sao anh gặp cái người này, anh dạy nhiều quá mà anh gặp người này anh nói ít, thì vẫn là bình đẳng thôi. Vì cái người này cái căn cơ họ khác, tôi phải nói khác. Đến với người này căn cơ họ khác, tôi nói khác. Cũng từ cái tình thương đó, tôi không có phân biệt người này tôi thương tôi nói nhiều, người kia không thương tôi nói ít. Tình thương của cha mẹ cho con cái cũng giống nhau. Nhưng cái đứa mà nó lanh lợi, nó đầy đủ rồi thì thôi, mình đâu có cần phải quan tâm nhiều. Mình quan tâm là quan tâm cái đứa nó hụt hẫng, nó còn nhiều cái hoạn nạn. Đâu có nghĩa là mình quan tâm cái đứa hoạn nạn nhiều, mình thương đứa nó nhiều hơn. Chẳng qua là nó cần mình nhiều hơn thì mình quan tâm nó. Chứ còn bình đẳng là giống nhau. Cũng như thế. Thí dụ như một vị thầy lên giảng kinh đi, nói với người xuất gia nói khác, nói với người tại gia nói khác. Cho nên có một ông cư sĩ, ông vô ông nói với hòa thượng, ông nói thầy cho con đi tu đi, bây giờ con hết tham sân si tình cảm gì rồi. Thì bữa đó ông vô 5 giờ sáng trong chùa, hòa thượng thử. Hòa thượng nói mới sáng sớm siêng năng lên chùa lễ Phật, không sợ vợ nhà ngoại tình sao. Trời ơi là cái ông này, ông nổi xung thiên, ông lên, ông chửi hòa thượng quá trời luôn. Thế hòa thượng nói rồi tôi biết ông tới đâu. Đó là một cái hình thức thử. Cho mình thấy một cái người á, tại sao Đức Phật đối với các bậc Bồ Tát các ngài nói khác, đối với các thầy còn là thanh văn các Phật nói khác, mà đối với cư sĩ Phật tử Phật nói khác. Bằng chứng là những cái bài kinh rất là căn bản cho vợ chồng, như là kinh Bảy Loại Vợ, hay là kinh Thiện Sanh, nói về đạo nghĩa cha đối với con, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng. Và bình đẳng là gì? Vì bình đẳng cho nên đạo Phật vẫn làm đám tang cho người mất, mà vẫn tổ chức làm lễ hằng thuận cho người vợ chồng mà nếu người ta muốn. Như vậy mới gọi là bình đẳng. Vì cái nhu cầu của chúng sanh, mình đáp ứng được những cái đó mà đưa họ vào trong cái đạo lý. Bây giờ không tin đâu quý vị, hôm nào mình nuôi con mình đi rồi mình biết. Có những đứa con nó không thích ăn cái đó, rồi mình nói làm sao? Mình phải mình bỏ nó chết đói à. Bây giờ nó thích ăn cái gì thì thôi mình tùy thuận nó, miễn nó có ăn để nó sống.
Chứ nó không, mày ăn cái này là mày chết, mày không ăn là mày chết, thì đâu có được. Ăn thua là mình biết quyển chuyển trong cái nhu cầu của chúng sanh. Cho nên cái chỗ giải thoát á, chỗ giải thoát là cái chỗ đó. Giới hương, định hương, tuệ hương là ba cái này mình biết rồi. Giải thoát là sự không vượt ra ngoài tất cả mọi ràng buộc. Mà trong đó có một cái ràng buộc mà nó làm khổ mình nhất là gì? Đó là cái tri kiến của mình. Đi vô chùa tu mà còn ôm một cái số tri kiến của đời thì mình sẽ bị cản ngăn cái đạo. Mà nếu mình ôm cái tri kiến của đạo mà mình đi mình đấu lý với người này kia, mình còn rất là hơn thua đó. Mình đem cái tri kiến của mình ra để mình đi nói với những cái người khác mà đâu phải. Tại vì người ta đang làm việc gì, người ta biết việc làm của người ta. Mình đứng bên ngoài, mình không phải là cái người đó, sao mình biết? Cho nên nhiều khi mình chưa được như Ngài Văn Thù hay Ngài Quan Âm á, mà mình mỗi ngày mình nguyện là lắng nghe để có thể hiểu đó. Cho nên nhiều khi mình thấy một hoàn cảnh của ai đó, mình chỉ mới nghe thôi, cái hiện tượng thôi, mình chưa thẩm thấu được cái quá khứ của họ, cái background của họ. Thôi hôm nay mình hai đoạn thôi, thì mình không còn đủ thời gian, thì hôm tuần sau mình học tiếp. Thì xin nhắc lại đó là bốn cái thứ thanh tịnh của Bồ Tát là: không có ngã nên giới thanh tịnh, không có chúng sanh nên định thanh tịnh, không có thọ mạng nên tuệ thanh tịnh, không sinh đến các nẻo nên giải thoát thanh tịnh. Sinh nghĩa là mình đi tới, mình bị dính vào cái nẻo nào thì mình không bị cái nẻo đó nó chi phối. Chữ nẻo là nẻo xấu ác á. Rồi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.